Thầy hướng dẫn cả lớp kiểm tra đối với một số những cái hiện tượng mà khách hàng đang tả cho chúng ta. Thì hiện tượng của thầy là máy chạy. Khách hàng tả là có điện, máy chạy, khối trong có chạy nhưng mà lại thấy là không mát. Thì bây giờ là chúng ta sẽ phải đi kiểm tra xem là trong cái máy điều hòa là sẽ có những cái hỏng cái nguyên nhân nào. Thì thứ nhất là khách hàng thì có nói là khối trong chạy, nhưng cũng có rất nhiều khách hàng thì cũng không nắm được cái quá trình là để cho máy có lạnh thì cần phải kết hợp giữa ba cái điều kiện thì chúng ta đã học rồi. Điều kiện là gồm 4 thiết bị chính là máy nén này, dàn nóng này, dàn lạnh này, thiết bị tiết lưu. Thì 4 thiết bị này phải được nối ghép với nhau bằng hệ thống ống nối kín. Cái điều kiện thứ hai là bên trong phải nạp đủ về ga. Phải nạp đủ về ga. Điều kiện thứ ba là máy nén phải hoạt động. Thì sau cái thời gian thầy điều khiển thì chúng ta sẽ phải quan sát là sau cái thời gian chế. Thời gian chế để cấp nguồn cho khối ngoài, thì đối với các cái bo mạch điện tử thì nhà sản xuất đã lập trình cái thời gian chế điều khiển cho lốc rồi, để cho cân bằng áp suất giữa hai dàn để đảm bảo là lốc không bị quá tải và không bị hỏng. Thế nên là khi mà chúng ta bật máy thì cứ phải sau tùy thuộc theo từng máy, có thể là 3 phút, 5 phút, có thể 7 phút, lúc đó mới xuất điện cho khối ngoài. Có những cái thời điểm mà chúng ta đang nghỉ lâu mà chúng ta ngắt áp, chúng ta reset thì chúng ta có những máy bật lên được khoảng 1 phút. Thì bây giờ thầy đợi xong một cái thời gian chế thì bây giờ thầy quan sát thì thấy là không có dòng. Thì sau này chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ kẹp dòng. Các em sẽ kẹp dòng. Thì bây giờ thầy kẹp dòng thì thầy thấy là chỉ có dòng của quạt mà không thấy có dòng của lốc. Như vậy lúc này là khối ngoài đang không hoạt động. Đấy. Thì khi khối ngoài mà không hoạt động thì chúng ta nên nhớ là nếu khối ngoài của thầy mà không hoạt động thì lốc không chạy thì đương nhiên cũng không thể có mát được. Rồi là quạt dàn ngoài không chạy thì đương nhiên nó sẽ ban đầu thì nó đang giải nhiệt theo phương pháp dẫn nhiệt thì nó sẽ có mát một chút, sau đó thì cũng sẽ mất bởi vì sẽ không có ga lỏng để sôi. Thì thầy sẽ chờ sau một cái thời gian chế thì chúng ta sẽ tiến hành. Thì có những cái nguyên nhân thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đây, chúng ta sẽ phân tích. Bây giờ lốc của thầy không chạy. Đấy, khối ngoài không chạy. Nếu khối ngoài tổng thể khối ngoài mà không chạy thì có những cái nguyên nhân. Một là tôi mất nguồn, đây là mất tất cả khối ngoài. Thì sẽ mất nguồn đối với dây chung này, từ dây chung này bởi vì tôi mất cả tải khối ngoài. Nhưng bây giờ thì thầy quan sát thì thầy thấy là quạt gió khối ngoài đang chạy. Đây, em quan sát cho thầy. Em quan sát cho thầy quạt gió khối ngoài đang chạy nhá. Quạt khối ngoài đang quay mà chúng ta không nhìn thấy cánh. Đấy. Còn nếu mà chúng ta nhìn vào mặt trước chúng ta thấy là quạt quay. Như vậy khối ngoài của chúng ta đối với chạy lạnh chúng ta sẽ có cái tải là tải lốc và tải quạt sẽ cùng hoạt động. Nếu bây giờ quạt hoạt động mà lại lốc không hoạt động. Như vậy thì tôi sẽ có nguồn điều khiển cho quạt rồi, là dây chung này không đứt này, nguồn điều khiển cho quạt rồi. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra từ chân chung này với chân số 1 để điều khiển đo xem là nguồn ra lốc có nguồn chưa. Có thể là nếu mà có nguồn, bây giờ thầy xét hai tình huống, có nguồn ra cầu nối dây. Có nguồn cầu nối dây thì có nghĩa là mạch điện này của thầy đã cho phép điều khiển lốc làm việc là ok, đúng không? Thầy sẽ đi kiểm tra dây dẫn từ cầu khối ngoài, kiểm tra ra lốc hay là hỏng động cơ block. Bởi vì lốc này hỏng hoặc là dây dẫn có thể chuột, bởi vì nằm ở khối ngoài thì có rất nhiều cái trường hợp là chuột vào làm tổ và cắn đứt dây. Em hiểu nào? Nhưng nếu thầy đo nó gì ạ? Đo cầu nối dây trong mà có nguồn mà cầu nối dây ngoài mà không có nguồn thì sau này các em đi làm thì cái đoạn đi lắp đặt đi chung với bảo ôn là hai dây này chúng ta thường bó chung với bảo ôn bị chuột cắn đứt dây hay là sờn đứt, hoặc là một số thì siêu thị lắp đặt dây nhôm sau một thời gian hoạt động thì dây nó bị đứt. Nếu mà chúng ta đo cầu nối dây ở khối trong này mà không có nguồn thì thầy sẽ đi tìm hiểu ở bo mạch. Thì bo mạch này thì chúng ta sẽ lần cái bo mạch thì trong đó sẽ một nguồn dây chung. Thì dây chung thì chắc chắn là có rồi bởi vì quạt của thầy đang quay. Thì thầy sẽ đi tìm dây điều khiển. Thì dây điều khiển của ta là nối với dơ le to nhất này, chịu tải lớn nhất này. Thầy kiểm tra dơ le.
Đấy, thầy kiểm tra ra le có thể là hỏng cuộn dây ra le, rồi tiếp điểm ra le, rồi thầy sẽ kiểm tra tiếp là lệnh điều khiển cho ra le. Thì lệnh điều khiển cho ra le thì gồm bóng bán dẫn hay là y xế đảo. Thầy sẽ lần ở trong mạch, thầy sẽ đi kiểm tra. Vậy đối với chân của y xế đảo hay bóng bán dẫn điều khiển ra le thì chúng ta lại tìm là vi xử lý chân nào sẽ điều khiển cho khối điều khiển nguồn DC. Thì trong đó là chân nào sẽ lệnh của vi xử lý là chân nào sẽ điều khiển cho y xế đảo và điều khiển chân B của bóng. Đấy, xem có lệnh của vi xử lý ra hay chưa. Nếu mà vi xử lý mà có lệnh mà vào điều khiển vào chân B của bóng thì thầy lại phải kiểm tra bóng này còn tốt hay không tốt, có sự sụt áp CE hay không. Mà có sự sụt áp CE rồi thì thầy lại kiểm tra nó gì ạ, cuộn dây này có còn tốt hay không, cuộn dây rồi tiếp điểm của ra le. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái biểu hiện hư hỏng và chúng ta sẽ công tác loại trừ, lại công tác loại trừ. Còn đối với cái trường hợp vi xử lý không xuất lệnh thì chúng ta phải hiểu là tại sao không xuất lệnh, có nghĩa là điều kiện không an toàn, điều kiện cái mạch điện này không an toàn cho phép làm việc, trong đó có thể là các cái đầu cảm biến chúng ta bị hỏng, hiểu nào, làm ra cái tín hiệu báo về bị sai, điều khiển chọn chúng ta không đúng chế độ, vân vân. Đấy, không đúng chế độ. Thì bây giờ thì điều khiển thì thầy đã chọn đúng chế độ rồi. Điều khiển thì thầy đã chọn đúng chế độ chạy lạnh rồi. Đặt nhiệt độ rất là mát rồi. Hiểu không? Rét rồi. Đấy. Không có dòng của lốc nhá. Em nhìn ở trên đồng hồ dòng nhá. Đây, đồng hồ dòng. Lốc của chúng ta thì thông số của máy này của thầy thì dòng của chúng ta đó là gì ạ? Là 4,4A. 4,4A. Đấy. Mà bây giờ là gì ạ? Bây giờ mới có được có chưa đầy 1. Bây giờ thầy sẽ đo. Thì để đo thì lúc này thầy sẽ xác định là thầy đo vào cầu nối dây. Thầy đo vào cầu nối dây bằng đồng hồ vạn năng để thang 250V AC. Thì bây giờ thầy sẽ đo cầu nối dây. Thầy sẽ đo cầu ngoài. Cầu ngoài mà không có thì chuyển sang cầu trong. Được không? Còn nếu mà bây giờ đo cầu ngoài nhá. Thì cầu ngoài thì chúng ta sẽ đo đây. Đo chân 1 và chân 2. Nhìn thấy chưa? Để thầy đo điện, bởi vì chân 2 là chân trung là có điện rồi. Quạt quay rồi. Đấy, quạt quay rồi. Quạt 24 có điện rồi. Đây 24 này, quạt này. Chúng ta nhìn đây. Đấy, 24 là có điện nhá. Đó. Bây giờ thầy đo 21. À, có điện rồi. Có điện thì bây giờ nghi ngờ là một là đứt dây, hai là lốc. Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ đo lốc. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta đo lốc để kiểm tra lốc. Hoặc là chúng ta sẽ đi đo dây. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn đo lốc để chúng ta cũng ôn lại. Bây giờ thầy ngắt nguồn này, thầy sẽ hướng dẫn cả lớp đo lốc này. Các em quay về cái động cơ block. Thì đối với đo lốc, sau đó là chúng ta có thể là cấp điện cho mình cái động cơ block hoạt động cũng được. Đấy. Còn đo lốc xong rồi chúng ta có thể là đo dây. Đấy, tùy theo. Thì đối với động cơ block thì chúng ta sẽ tháo cái tấm ốp này ra. Thì đây là có chúng ta đang có 3 dây. Đấy, chúng ta đang có 3 dây đấu điện của động cơ. Thì trên này cũng đang có ký hiệu là trung chạy đè ở đây. Đấy, trung chạy đè ở đây. Đấy, chúng ta có thể tháo cả 3 dây này ra. Thì nếu mà chúng ta không nhớ thì chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta sẽ chụp dây lại. Nhưng mà đối với cái này thì nó đã đơn giản. Các em mà học đi học lại rồi. Đâu. Thì về cách đo này. Thì đầu tiên là đối với đo lốc thì chúng ta đã học là để đồng hồ vạn năng để thang X1. Đây là chúng ta đã học rồi nhá. Thầy hướng dẫn để chúng ta đo và các bạn làm mẫu theo cái sự hướng dẫn của thầy. Một. Thầy đo về cuộn dây đấy. Xem có bị đứt hay không. Bởi vì nếu không có dòng thì động cơ này sẽ hỏng ở trạng thái đứt, đúng không? Nhưng bây giờ là nếu mà có dòng thì ta đo cuộn dây đương nhiên sẽ còn, và nó sẽ dòng cao, nó sẽ bị kẹt. Nhưng ở đây là không có dòng thì động cơ này chỉ hỏng ở trạng thái đứt thôi. Thế nên là thầy chỉ kiểm tra đó gì ạ? Thầy đo có chở hay không có chở thì thầy sẽ kết luận luôn là cái động cơ này tốt hay không. Em hiểu không nào? Đấy. Ba lần đo này, 2 ôm này. Đấy, thầy nhìn đây này, 3 này, 3,2
2, 3, 3,5 này. 3,5 này, 5 này. 5,5 này. Đấy. Và 2 này. Đấy. 2 ôm này. 3,5 này và 5,5. Như vậy có trở rồi. Như vậy lốc này tốt. Đấy. Lốc này tốt thì bây giờ là cái dây cấp nguồn. Thì chúng ta sẽ đo dây cấp nguồn. Đối với dây cấp nguồn ra cầu nối dây. Đấy, ra cầu nối dây. Thì bây giờ thầy sẽ đo cái dây cấp nguồn ra cầu nối dây nhá. Thầy sẽ đo dây cấp nguồn ra cầu nối dây. Đây. Nó hơi xa một chút. Để thang X1. Thì chúng ta sẽ biết được là đây, thầy cắm ở đây, thầy đo dây điều khiển. Em đứt dây ở đâu? À, dây điều khiển có này. Dây cấp trước này. Cấp điện ra lốc này. À không. Như vậy thầy đang bị đứt. Đấy. Thầy đang bị đứt dây. Và bây giờ thầy sẽ lần dây và thầy sẽ đi tìm. Thì bây giờ thầy sẽ đi thay dây. Thầy sẽ thay dây. Sau đó thầy sẽ vận hành lại vị trí đứt. Thì thầy tiến hành đó là gì ạ? Thầy đo lại cái dây cấp trước với dây đứt. À, hiện nay thì đã thông. Đấy, đã thông thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cấp điện. Và chúng ta kiểm tra lại. Thầy sẽ kiểm tra lại. Và thầy vận hành và đợi sau thời gian chế thì hôm nay mát rời. Đấy, chúng ta nhìn thấy là dòng của thầy đang là 4A. Đã có dòng lốc và lốc đá chạy. Đấy, lốc chạy quạt quay. Thì đấy chính là đối với trường hợp chúng ta đi sửa một cái hiện tượng là quạt gió khối ngoài chạy nhưng lốc lại không chạy. Không có dòng của lốc dẫn tới là máy điều hòa không mát. Và bây giờ thầy mời cả lớp chúng ta sẽ thực hành đối với van bệnh sửa chữa đối với trường hợp động cơ block không hoạt động. Thầy xin mời cả lớp.